Duyên ơi trí nhất thiết, đầy đủ công đức thủ thắng, thường xót hữu tình, chịu nhiều đau khổ thiếu thốn, nên hành bố thí ba la mật đa, đem thiện căn này bố thí khắp tất cả, giúp họ thoát khỏi đường ác và các nỗi khổ sanh tử. Đọc nguyện rằng, các hữu tình ở mười phương thế giới, do nhờ oai lực công đức thiện căn của ta, ai chưa phát tâm vô thượng bồ đà thì mau chóng phát tâm, ai đã phát tâm vô thượng bồ đà thì khiến vĩnh viễn không thối chuyển. Nếu đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà không thối chuyển thì mau viên mãn trí nhất thiết trí. Hết quyển thứ 581.